Chào các bạn, trong video này mình xin được chia sẻ lại với các bạn bài số 3 trong việc điều trị bệnh ung thư với lại lá đu đủ do nhà văn Văn Quang viết từ Sài Gòn chia sẻ lại với lại chúng ta trên mạng đã từ lâu nay. Thì bài này có tên là Lời tâm sự của người dùng và trị bệnh ung thư bằng lá đu đủ. Trước tiên mà khi mà vô bài số 3 các bạn thì mình xin được chia sẻ lại với các bạn cái agenda, có nghĩa là cái mục lục ngắn gọn thì để cho các bạn biết là trong video này có những gì để các bạn theo dõi. Thì đầu tiên là lời dẫn đầu, sau đó thì có hai cái cách pha trà lá đu đủ, và sau tiếp theo là cũng là chia sẻ về cách pha trà lá đu đủ nhưng mà sẽ chỉ cách là dùng tùy theo bệnh nặng nhẹ như thế nào. Thì tất cả là có 6 cái trường hợp, và sau đó là có một cái trường hợp thứ 7 là giống như là người bình thường có thể là thử nghiệm coi như thế nào. Cái trường hợp thứ nhất là người bệnh nhẹ, khi mà ung thư mới phát hiện và chưa đến thời kỳ phát tán. Trường hợp thứ hai là người bệnh nặng, bệnh đang phát tác, rất đau, bác sĩ phải chích một phiên để giảm đau, đang trong thời kỳ cuối. Cái trường hợp thứ ba đó là người bệnh nặng, bác sĩ cho biết chỉ còn sống được dưới 1 tháng. Cái trường hợp thứ tư là người mắc bệnh ung thư đã giải phẫu, đã hoặc là đang làm hóa hoặc xạ trị. Trường hợp thứ 5 là người mắc bệnh ung thư mang trong người bú và chưa giải phẫu. Trường hợp thứ 6 là ung thư đại tràng giai đoạn cuối và có xuất huyết nội, phải mang bình dưỡng khí. Còn thứ 7 là cho các bạn nào khỏe mạnh thì có thể là uống thử trà lá đu đủ coi biết mình như thế nào. Và tiếp theo đó là cái ca trị liệu kết hợp trà lá đu đủ và gừng, và những cái phần khác như là trị gai cột sống, lịch địa đệm và bị cụp lưng. Triệu chứng sau khi uống trà lá đu đủ nó sẽ xảy ra như thế nào và cách làm trà lá đu đủ. Và sau đó thì sẽ có những cái phần chia sẻ mà để cho chúng ta biết là những cái thực phẩm hay những món nào mà để kìm cái sự phát triển của ung thư, như là sả, là măng tây, mảng cầu sim, lông tu, lô hội, nha đam, có thể chữa bệnh tiểu đường nữa, và cái cách ăn trái đu đủ chín luôn. Và sau đó cũng có một phần là chia sẻ là lá đu đủ và bệnh tiểu đường, và cuối cùng là lời kết của tác giả. Bây giờ mình xin bắt đầu. Thì phần bắt đầu là như sau. Thưa bạn đọc, sau 2 số báo tôi đã gửi đến bạn đọc những kinh nghiệm của việc dùng lá đu đủ chữa bệnh ung thư, bệnh tiểu đường cùng vài chứng bệnh khác của hai vị độc giả là các ông Đặng Thanh Sĩ và Uông Đình Phú. Bài này có thêm một số yếu tố mới và coi như bài rút gọn, tổng kết lại những điều rất cần biết và cần nhớ khi dùng lá đu đủ. Tôi cũng đã nhận được điện thoại và email của một số bạn đọc, trong đó yêu cầu chúng tôi phổ biến tiếp phần thứ 3 ngay sau bài thứ 2 để tiện theo dõi. Bệnh ung thư và tiểu đường có thể coi như thứ bệnh hiểm nghèo khá nhiều người mắc phải, và cũng có thể chưa biết mình đã mắc chứng bệnh này. Nếu bạn cẩn thận hoặc tò mò, muốn biết mình có bị ung thư hay không, xin theo lời hướng dẫn bên dưới. Điều quan trọng hơn là hiện nay chưa có bất cứ thứ thuốc nào chữa khỏi hoặc tin tưởng đẩy lùi chúng. Hơn thế, việc điều trị theo Tây y lại quá tốn kém và phức tạp. Nhận thấy công dụng của lá đu đủ hữu hiệu, giản dị và đầy hy vọng, nên chúng tôi cố gắng gửi đến bạn đọc tất cả những gì thu thập được, nhất là những kinh nghiệm của người bệnh cũng như người điều trị đã trải qua, để mong tiếp tay cùng bạn đọc ngăn chặn thứ bệnh nguy hiểm này. Mặc dầu trong thời gian cuối năm có khá nhiều về đề tài thời sự, nhưng với yêu cầu chính đáng của độc giả, tôi xin giới thiệu tiếp bài thứ 3 cũng là bài cuối về vấn đề này. Sau đó bạn đọc còn điều gì muốn hỏi hay muốn bàn luận có thể gửi email trực tiếp đến hai ông Phú và Sĩ. Sau đây thì cái vài lời tâm sự của người dùng lá đu đủ điều trị bệnh ung thư. Trước khi trình bày và trả lời câu hỏi của quý vị, chúng tôi lưu ý với quý vị đây không phải là thuốc. Không giống như khi quý vị bị nhức đầu uống vô một viên Tylenol là hạ liền. Lá đu đủ khô là một loại trà pha và uống như quý vị uống trà. Để trị bệnh nên đòi hỏi người uống phải tin tưởng và kiên trì. Tin là lá trà đu đủ có thể chữa lành bệnh và kiên nhẫn uống trong thời gian dài, tùy bệnh mới có tác dụng hữu hiệu. Dùng trà lá đu đủ khô trị các loại bệnh sau: ung thư các loại, đặc biệt cho ung thư ngực và thận. Khó thở, không ở được, heartburn, phong thấp hoặc gout. Cái cách pha trà lá đu đủ thì có tất cả là hai cách. Cái cách thứ nhất là đổ nước hơn mức độ cần dùng vào nồi, đun sôi và bỏ số lượng lá đu đủ khô cần thiết tùy theo cách pha trà nhạt hay đậm như cách thức chỉ dẫn ở phần dưới. Sau 2 phút, tắt bếp để nguội dần thích hợp với đồ uống của người dùng. Thứ hai, bỏ số lượng trà đủ dùng vào bình pha trà, đun nước sôi, đổ vào bình theo số lượng cần dùng. Sau 5 phút là có thể dùng. Xin lưu ý, nếu trà lá đu đủ khô mua từ những nơi có bán tại Sài Gòn, theo như chúng tôi biết, phải quan sát xem họ có làm theo phương cách bên dưới hay không. Nên thấy có những cọng dài nho nhỏ, đó là những sóng lá, hoặc chỉ toàn là những lá khô nho nhỏ và cọng nhỏ. Họ đã phơi khô cả lá và bẻ nhỏ bỏ vào bao để bán. Những lá và cọng này sẽ phải mất thêm thời gian nấu hay pha trà trước khi dùng. Cách nhất, để sôi khoảng 5 phút. Cách 2 thì có thể dùng trà được sau 10 phút. Thời gian dài hơn này để cho số nhựa trong lá đu đủ khô tiết hết ra nước. Lá đu đủ khô nguyên lá mua ở đường Hải Thượng Lãn Ông ở Sài Gòn khi nấu lên sẽ có màu đậm hơn và uống có vị ngọt. Có thể họ đã xào và thêm mật mía hoặc mật ong cho dễ uống. Kết quả không có tác dụng nhiều như lá tươi, chỉ sắc nhỏ và phơi nắng. Chuyện này do một thân hữu ở Gia Nã Đại đã uống và cho chúng tôi biết. Sau đây thì cái cách pha và cách dùng tùy theo bệnh nặng nhẹ. Trường hợp thứ nhất là người bệnh nhẹ, ung thư mới phát hiện và chưa đến thời kỳ phát tán. Người mang bệnh cảm thấy khó thở, heartburn, phong thấp hoặc gout, đau nhức các khớp xương hoặc tay chân. Cách pha như sau: 2 muỗng canh lá đu đủ khô cho 1 ly nước 16 ounce là có nghĩa là nửa lít đó các bạn. Ngày uống 3 ly, sáng, trưa và chiều. Uống buổi sáng và phần còn lại nên giữ trong bình thủy để cho ấm. Nước trà ấm sẽ giúp cho việc tiêu hóa nhanh chóng hơn. Uống liên tục trong 3 tháng. Và cách thứ hai, người bệnh nặng, bệnh đang phát tác rất đau, bác sĩ phải chích một viên để giảm đau, đang trong thời kỳ cuối, bác sĩ cho biết còn sống được từ 3 hay 6 tháng vân vân. 3 muỗng canh cho 1 ly nước 16 ounce là có nghĩa là nửa lít đó các bạn. Uống thay nước cho mỗi ngày, nên nấu trà đu đủ uống trong ngày, không nên để qua đêm, trà sẽ dễ bị thiêu, sẽ không tốt. Khi hết cơn đau, uống theo phần 1 trong 3 tháng. Trường hợp thứ ba, người bệnh nặng mà bác sĩ cho biết chỉ còn sống được dưới 1 tháng. Pha trà như trong cái phần 1, uống ngày 3 lần, sáng, trưa và tối trước khi đi ngủ. Uống trong 4 ngày đầu để đo lường phản ứng của người bệnh. Kể từ ngày thứ 5, pha theo phần 2 và uống cả ngày trong 2 tuần lễ. Sau đó thì giảm xuống như phần 1 và uống trong 3 tháng. Trường hợp thứ tư, người mắc bệnh ung thư đã giải phẫu, đã hoặc đang làm hóa hay xạ trị, uống để tránh trường hợp di căn về sau. Uống trà pha nhạt ở phần 1 trong 4 ngày, ngày 3 lần, sáng, trưa và tối. Ngày thứ 5, uống trà pha ở phần 2 và uống cả ngày trong 2 tuần. Sau đó thì giảm xuống như ở phần 1 trong 3 tháng. Trường hợp thứ 5, người mắc bệnh ung thư mang trong người bú và chưa giải phẫu, uống trà pha nhạt ở phần 1 trong 4 ngày, sau đó pha đậm ở phần 2 trong 2 tuần, giảm trà nhạt 3 tháng sau đó. Trường hợp thứ 6, ung thư đại tràng giai đoạn cuối, có xuất huyết nội, phải mang bình dưỡng khí và cần phải chích morphine. Trường hợp này, bệnh nhân chỉ có thể cứu được nếu việc xuất huyết ngừng. Nếu còn ra huyết tiếp tục thì thật là vô phương. Để ngưng việc xuất huyết, uống trà pha theo lượng 2 muỗng canh cho 8 ounce là có nghĩa là 1/4 lít đó các bạn. Chờ xem việc xuất huyết có giảm dần và ngưng hay không. Nếu ngừng xuất huyết được 2 ngày, bắt đầu dùng trà đậm ở phần 2 trong 2 tuần. Sau đó giảm độ đậm như ở phần 1 trong 3 tháng. Trường hợp thứ 7, bạn khỏe mạnh, muốn biết mình có bệnh ung thư hay không, uống theo phần 1 trong 2 tháng. Bạn xét xem có đại tiện lỏng, không có phân đen và mùi hôi. Đó là một người khỏe mạnh, không có ung thư. Sau đây thì các ca trị liệu kết hợp trà lá đu đủ và gừng. Có một người ở tiểu bang Kentucky, Hoa Kỳ hỏi chúng tôi cách chữa trị cho người cháu ở Việt Nam tại Rạch Giá. Người này còn trẻ, bị một khối u sau lưng mà bên ngoài nhìn không thấy, tức là cục bú đó nằm trên các dây thần kinh theo đường cột sống và bên dưới bắp thịt lưng. Xương sống chúng ta có những đốt và các mắt khớp tương tự như cần đàn bọng cổ và các dây đờn giống như dây thần kinh nằm đứng theo đường cột sống. Khi khối u phát triển lớn nằm ép lên dây thần kinh và đè xuống cột sống là máu không lưu thông được nên nạn nhân bị tê liệt và mất cảm giác nửa người phần dưới. Chúng tôi hướng dẫn cho họ uống trà lá đu đủ với liều lượng đậm nhạt, mục đích cho tan khối u, và bên ngoài dùng gừng tươi nha các bạn, giã nhuyễn, vắt bỏ ít nước, không vắt khô mất tính thuốc. Thêm vô khoảng 1 đến 2 muỗng cà phê rượu trắng và băng chỗ khối u, băng giữ cả ngày. Sau vài tiếng rượu bị hơi nóng, cơ thể làm khô đi, tháo băng ra, đổ thêm rượu và băng trở lại. Ngày hôm sau thay gừng mới. Đây là ca bệnh rất nguy hiểm, nếu giải phẫu để cắt khối u sẽ chạm đến dây thần kinh cột sống, bệnh nhân có thể sẽ bị liệt suốt đời. Tiếp theo là phần trị gai cột sống, lệch đĩa đệm và bị cụp lưng. Trường hợp cột sống bị đóng vôi, cọ đụng dây thần kinh tạo ra đau đớn, gọi là gai cột sống, hoặc nơi tiếp giáp của hai đốt xương, tương tự như mắt ống tre bị sai khớp, tức là không thẳng cũng tạo ra đau nhức. Gặp cả hai trường hợp trên, dùng gừng tươi giả thật nhuyễn, vắt bỏ bớt nước, dùng vắt ráo sẽ mất tính thuốc trong gừng, đổ vô từ 1 đến 2 muỗng rượu trắng. Ở Hoa Kỳ xài vodka và băng chỗ đau. Vài tiếng sau, do sức nóng của cơ thể làm rượu khô đi, tháo băng ra, thêm rượu và băng lại vài lần trong ngày. Hôm sau mới thay gừng mới và làm y như trên, băng đến khi nào hết thấy đau là được. Sau đây là những triệu chứng sau khi uống trà lá đu đủ. Triệu chứng thứ nhất là người bệnh nhẹ, uống 3 lần mỗi ngày, khoảng 1 tuần đến 2 tuần sẽ đi đại tiện phân lỏng. Trường hợp này không giống như bị tiêu chảy khi ta bị trúng thực, cơ thể không bị mất nước và không cảm thấy mệt mỏi gì hết. Phân sẽ có màu đen và hôi hơn bình thường do sự sa thải những đồ dơ trong ruột. Trường hợp thứ hai, người mang bệnh nặng hay người đã giải phẫu, đã hoặc đang làm hóa xạ trị. Vì uống trà pha đậm và uống nguyên ngày thay cho nước, tốc độ sa thải độc tố và các tế bào chết chỗ có bú ung thư nhanh hơn. Khoảng 4 ngày sẽ bị đại tiện tiêu chảy, 1 hoặc 2 ngày rồi trở lại bình thường. Không được ngừng uống trà, vẫn phải dùng liên tục. Đến ngày thứ 9, cơ thể bắt đầu sa thải những tế bào chết quanh bú ung thư. Vì không có hồng huyết cầu nên phân màu đen, phân mềm và đều đặn. Mùi hôi từ những tế bào ung thư đã chết nên hôi như xác chết. Phân càng đen và càng hôi nồng, tùy người bệnh có ít hay nhiều bú ung thư và bú lớn hay nhỏ. Phân đen sẽ giảm màu và mùi hôi cũng giảm dần theo. Sau đó tất cả trở lại bình thường. Và cái cách làm trà lá đu đủ như thế nào? Thì chúng ta dùng lá đu đủ tươi, không nhất thiết phải là lá đu đủ đực. Những lá khô héo vàng, rụng khỏi thân cây không được dùng vì lá khô không còn chất mủ, nhựa. Sắc ngang theo chiều sống lá, phơi nắng cho thật khô, không cần rang, sao sẽ mất tính thuốc, cất ở nơi khô ráo để dùng được lâu. Xin lưu ý rằng nhựa lá đu đủ rất độc, khi sắc phải mang bao tay, nếu không nhựa lá sẽ làm lỡ da tay, không để nhựa văng vô mắt, có thể mù. Chúng tôi không khuyến khích việc dùng lá đu đủ tươi bởi vì thứ nhất, nước có vị đắng, rất khó uống. Thứ hai, không thể đo lường được số nhựa ở trong nước. Ngược lại, lá đu đủ khô làm dịu đi tính thuốc của nhựa đu đủ và độ đậm nhạt khi pha trà, dễ quan sát hơn theo độ màu của nước trà. Dùng nguyên lá đu đủ tươi khi nấu trà sẽ phải nấu cho nhừ để nhựa tiết ra hòa trong nước, vừa mất lâu thời gian nấu, vừa dễ gây nguy hiểm nếu thiếu sự kiểm soát quá nhiều lá. Vậy ta nên dùng lá khô. Thưa quý vị, muối có công dụng giữ cho cá lâu ương chứ không có khả năng làm thịt cá tươi trở lại. Những người bệnh đã đến thời kỳ cuối thì hy vọng ít hơn những người bệnh nhẹ hay bác sĩ phát hiện sớm. Nhưng ông bà mình có câu còn nước còn tát, thì không lẽ ngồi nhìn người thân của mình đang từ từ rời xa chúng ta? Chúng ta hãy thử dùng trà lá đu đủ với sự tin tưởng là sẽ giúp người bệnh qua được cơn hiểm nghèo. Tiếp tục là cái phần mà phụ chú. Trong đây có kể những các loại kèm sự phát triển của ung thư. Trong khi chờ đợi có trong tay là lá đu đủ khô, quý vị cũng có thể dùng một trong những thứ sau đây để kèm sự phát triển của bú ung thư, như là sả, tiếng Anh là lemongrass, thái nhỏ cả cuốn sả từ ngọn tới gốc, đun sôi khoảng 5 phút rồi chắc lấy nước để dùng. 2 cọng sả cho 1 lít nước. Theo Đông y, con người có 2 tính, thể hàn và thể nhiệt, lạnh và nóng, hay âm và dương. Các thức ăn, nước uống, thuốc men cũng có 2 đặc tính này. Người mang tính nhiệt mà ăn hay uống vào đồ có tính nhiệt sẽ cảm thấy ray rứt, khó chịu, nóng tính và sẽ bị bón. Sả có tính nhiệt nên cẩn trọng khi dùng. Và sau đó thì măng tây. Thì măng tây phải được nấu chín trước khi dùng, tốt nhất là hấp. Măng tây trong hộp cũng dùng được vì hai hãng Chai-en và Stock Kelly không dùng hóa chất trừ sâu và hóa chất bảo quản. Bỏ cọng măng tây đã chín vào máy xay sinh tố, xay cho nhừ, bỏ vào ly để trong tủ lạnh. Uống 4 muỗng canh mỗi lần, 2 lần trong ngày, sáng và chiều tối, sẽ thấy kết quả từ 2 đến 4 tuần. Và mảng cầu xiêm thì chỉ dùng ở Việt Nam hay các nước vùng nhiệt đới, ở Mỹ chỉ có theo mùa, không dùng được liên tục cả năm. Ăn hay xay sinh tố, dùng ngày 2 chén nhỏ cho buổi sáng và tối. Cuối tháng 11 năm 2011, tại khu ung thư của Bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn, có một chuyện ngạc nhiên đã xảy ra. Một chị ở Bến Tre, ung thư đại tràng, đã phải giải phẫu và làm hóa trị 6 lần. Mỗi lần vô thuốc hóa trị, người bệnh rất mệt mỏi và phải nằm nghỉ tại bệnh viện 1 đến 2 ngày rồi mới về. Riêng chị từ Bến Tre lên Sài Gòn làm hóa trị và về trong ngày. Đặc biệt, các bệnh nhân khác phần lớn bị rụng tóc, riêng chị thì không. Bác sĩ rất ngạc nhiên, hỏi chị ngoài việc dùng thuốc của nhà thương có dùng thêm gì khác không? Chị trả lời là thường ăn mảng cầu xiêm. Bác sĩ đã dùng sự kiện này để thông báo cho bệnh nhân trước khi làm hóa trị hãy ăn mảng cầu xiêm để tránh việc suy nhược cơ thể và rụng tóc. Người này quen biết với anh của chúng tôi ở Việt Nam. Chúng tôi mách chị uống nước sả, nhưng vì tính nhiệt của sả, chị không tiếp tục được. Chúng tôi đề nghị chị ăn mảng cầu xiêm. Chị ăn một thời gian và than phiền là ớn quá. Chúng tôi khuyên chị hãy xay sinh tố để uống, và kết quả là sau khi làm hóa trị, chị vẫn mạnh khỏe như thường và không mất đi một sợi tóc nào. Khi xét nghiệm trở lại, không còn tế bào ung thư nào hết. Chúng tôi đề nghị chị uống trà lá đu đủ để tránh trường hợp di căn. Tiếp theo nữa là long tu, lô hội, nha đam, tiếng Anh là aloe vera, có thể chữa bệnh tiểu đường. Lá có bán tại các chợ Á Châu, dùng trong việc nấu chè. Gọt đi phần ngoài của cuối lá và các sóng lá, thái nhỏ và nấu lên, lọc nước ra và dùng 3 ly mỗi ngày, sáng, trưa, chiều. Nước uống rất đắng nên pha thêm mật ong vào khi nấu trà. Cũng nghe nói là dùng trà này cũng trị được bệnh tiểu đường. Những thứ này trị được ung thư các loại nếu người dùng đang ở trong tình trạng nhẹ, thời kỳ phôi thai của ung thư. Nếu bệnh đã trở nặng, chúng chỉ giữ cho bớt tăng trưởng và làm chậm sự phát triển của ung thư. Chỉ có nhựa trong lá đu đủ mới có đủ sức sa thải được những tế bào ung thư và hóa chất độc hại trong người ra ngoài. Thí dụ như hợp chất trong măng tây sẽ giúp cơ thể sức đề kháng mạnh hơn 10.000 lần, trong khi nhựa đu đủ có sức tăng đến 1 triệu lần. Và trường hợp ăn trái đu đủ chín, vì tính nhuận trường của trái đu đủ, ăn trái đu đủ rất tốt cho việc đại tiện, phân mềm nhưng không đủ mạnh như nhựa ở lá đu đủ. Nếu việc ăn quả đu đủ để trị bệnh sẽ phải mất một thời gian dài hơn. Chúng tôi chỉ thử trong vài tuần lễ, kết quả không được khả quan như dùng trà lá đu đủ. Tiếp theo là phần chia sẻ về lá đu đủ và bệnh tiểu đường của chú Uông Đình Phú chia sẻ lại. Vì chỉ có mình tôi, Uông Đình Phú, mắc bệnh tiểu đường mà phải thử uống. Trước khi ăn uống cả ngày trà đậm, trà nhạt, thành thử không có đủ thời gian và không được liên tục khi thiếu lá đu đủ cho mỗi loại. Do đó tôi đề nghị mỗi người mang bệnh tiểu đường cả hai loại 1 và 2 hãy tự chọn cho mình một cách. Thí dụ như người này chọn cách uống trà trước khi ăn, người khác chọn uống cả ngày, vân vân. Và chọn một cách pha trà đậm hay nhạt và dùng liên tục trong 3 tháng. Nên bắt đầu sau khi đi thử máu và nước tiểu để có thể so sánh sự khác biệt trước và sau. Kết quả ra sao xin cho chúng tôi biết để chúng tôi có thêm dữ kiện cho một bài chỉ nói về cách dùng trà lá đu đủ trị bệnh tiểu đường. Xin lưu ý những ai muốn thử và có điều kiện có lá đu đủ khô trong tay thì chúng tôi ưu tiên cho những ai mắc bệnh ung thư trong lúc này. Chỉ nên thử khi con số HOPA1C dưới 8. Muốn cho mau xuống con số đó, quý vị nên uống nước Just Black Cherry của công ty RW Knudsen có bán ở các siêu thị Mỹ, gian hàng Juice, không có ở gian hàng các loại nước uống khác. Tôi và những người bạn Mỹ có bệnh tiểu đường đã thử qua để bớt đau nhức các khớp xương, gout và đưa con số A1C xuống. Những ai uống thuốc trị bệnh tiểu đường Metformin đều được nhắc nhở là không được ăn hoặc uống nước bưởi. Khi quý vị dùng trà lá đu đủ thì đi ngược lại, ngưng thuốc tây và ăn tráng miệng sau mỗi bữa ăn 1/4 trái bưởi, nhất là loại hồng, pink, sẽ giúp giảm mức đường trong máu. Vì hai chúng tôi sống ở ngoại ô thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ, xin quý vị vui lòng gọi điện thoại cho chúng tôi trước 8 giờ tối, Boston đi trước California 3 giờ. Thưa quý vị, kết quả uống trà lá đu đủ như thế nào? Xin email hoặc điện thoại cho chúng tôi biết. Điều này rất quan trọng, chúng tôi có thể điều chỉnh trong việc uống trà lá đu đủ cho thích hợp, đồng thời khuyến khích người khác trong việc họ dùng trà trị bệnh. Chân thành cảm tạ sự hợp tác của quý vị. Trong tương lai, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị các bài sau đây, không theo thứ tự ưu tiên: phương pháp tập dịch cân kinh, phác thủ liệu pháp để giúp những người cao tuổi tránh sự đau nhức và mách quý vị cách trị ngáy và nghiến răng khi ngủ, những chi tiết đặc biệt về lá đu đủ và bệnh tiểu đường, dược phẩm thiên nhiên, cuộc hành trình của cây đu đủ. Chúng tôi sẽ tổng hợp tất cả điều hiểu biết về cây đu đủ với những điều thật không ngờ và thích thú về các nghiên cứu và kinh nghiệm cụ thể của chúng tôi về vấn đề ung thư đến từ đâu và cách trị liệu bệnh tật. Và lời kết là: kính thưa quý độc giả khắp nơi, sau khi bài số 1 được các báo đăng tải, chúng tôi nhận không biết cơ man nào là email và điện thoại cả ngày và đêm Hoa Kỳ và Gia Nã Đại là đông nhất, đến Âu Châu, Úc Châu, Phi Châu và Việt Nam. Tuy bận rộn vì cả hai chúng tôi đều đi làm nhưng cảm thấy thật vui và ấm áp vì sự quan tâm và chia sẻ của quý vị. Có những vị muốn trả tiền, có vị muốn chia bớt chi phí trong việc gửi trà từ Việt Nam qua Hoa Kỳ, từ Hoa Kỳ đi khắp nơi, vân vân. Chúng tôi chân thành cảm tạ tình cảm quý vị đã dành cho chúng tôi. Nhưng xin thưa là quý vị không nợ gì chúng tôi hết, vì khi cho đi, chúng tôi đã nhận lại hạnh phúc nhiều hơn quý vị nghĩ. Một lần nữa, xin khẳng định với quý bạn đọc là chúng tôi, cũng như ông Văn Quang đã từng nói rõ là không nhận bất cứ một món quà nào quý bạn gửi cho, dù chỉ là một bao thuốc lá, để tuyệt đối tránh có thể có những kẻ lợi dụng buôn bán kiếm tiền hoặc không lợi dụng được thì vu khống, xuyên tạc, làm trở ngại cho việc chữa bệnh của quý vị. Vì phần lớn giao tiếp bằng email, điện thoại, chúng tôi không thể thấy được nụ cười, nhưng chúng tôi cảm nhận được tiếng cười, rồi tiếng cảm ơn, đến lòng biết ơn và ấn tượng tốt quý vị dành cho chúng tôi. Điều nhận sau cùng là chúng tôi có được giấc ngủ rất ngon. Vì vậy, quý vị đừng bận tâm, nếu chưa vừa lòng và nhất định muốn trả, quý vị trả cho những người cần quý vị giúp, trả bao nhiêu cũng được, càng nhiều càng tốt, vân vân. Chúng tôi cảm ơn nhà Văn Quang đã hiệu đính các bài viết cho gọn gàng để theo dõi. Cảm ơn các báo đã giúp chuyển tải các bài viết đến tai bạn đọc khắp nơi. Nhân mùa Giáng sinh và năm mới sắp đến, kính chúc nhà văn Văn Quang, quý báo và toàn thể quý vị một Giáng sinh an bình và một năm mới vui khỏe. Đặng Thanh Sĩ và Uông Đình Phú. Đó là cái bài số 3 chia sẻ về việc điều trị bệnh ung thư và bằng lá đu đủ đã được chia sẻ vào cuối năm 2012. Và mình chỉ xin đọc lại và chia sẻ cho các bạn. Thì các bạn có thể thấy được cái bài này dưới video ở trên YouTube đó, có cái phần mà coi thêm á, thì trên đó có một cái link để download cái bài số 1, số 2, số 3 bằng PDF về mà để các bạn in ra coi như thế nào. Và sau bài này á, thì mình sẽ liên lạc lại với anh Linh Phan và mình sẽ hỏi kỹ càng thêm cần những cái thứ gì mà trong cái việc điều trị nữa để giúp cho người bệnh á, kiểu mà được tốt hơn. Tại vì lần vừa rồi á, thì mình nghe nói là có uống thêm cái vitamin gì nữa và có tránh ăn những cái thức ăn nào, những cái thực phẩm nào trong khi điều trị bệnh ung thư, thì mình sẽ xin chia sẻ lại với các bạn trong video sau. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc cùng với gia đình. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Bye bye.